2 triệu hay không? Thì hôm nay em quay cho mọi người cái phân khúc rất là bình dân. Hàng này nhiều bạn cứ hỏi em là phân khúc tầm 2 triệu. Thì hôm nay quay cho mọi người cái hàng phân khúc này còn rẻ hơn cái phân khúc mà mọi người yêu cầu cơ. Đấy, cây như thế này. Hàng này là hàng rất là đẹp, vừa đánh về. Cây trên bầu trên bịch ổn định như này rồi. Cây đang dâm ủ nhá, dâm ủ trên bầu trên bịch rồi. Cũng hàng tuyển chọn đấy ạ. Vanh của nó tầm 12. Vanh 12, 13, 14. Vanh 12, 13, 14. Hàng rất là đẹp. Thoát thân khoảng 40 phân. Trung bình một cây thoát thân khoảng 40 phân. Gốc của nó đây ạ. Gốc của nó đây. Cây rất là đẹp. Mộc hương ta nhá. Hoa vàng này. Hoa rất là sai. Mộc hương ta hoa vàng. Hoa rất là sai các bạn ạ. Hoa rất là sai. Đây. Hàng này em chỉ bán giá bao tiền? Chỉ 1.800.000. Alo. Dạ. Em nghe đây. Anh lấy số lượng như nào? Thoát thân có 30 phân nữa. Anh qua Zalo số điện thoại của em đi, thằng nát em gửi ảnh báo giá cho em mấy, có mấy loại đang chuẩn thanh lý giá rẻ đây này nhá. Rồi em đang phát livestream, anh gọi thì em tắt đi ấy. Chờ em nát, em ấy, em phát live xong em gửi ảnh cho nhá. Cây rất là đẹp nha các bác nhá. Tiền có thương ở đấy không? Cao cây. Đây bạn đang làm mẫu đi. Đây. Mẫu đi nhá. Giơ tay lên. Cao cây cả bầu nó sẽ rơi vào khoảng 2m2, 2m3, 2m4 tùy cây. Với trung bình nó được 2m2 trở lên. 2m2 cả bịch. Vanh của nó khoảng 12, 13. Vanh khoảng 12, 13. Chất mộc đẹp, ra mộc đẹp và cam kết là chuẩn mộc hương ta hoa vàng nhá. Cam kết chuẩn mộc hương ta hoa vàng. Đây. Hàng con này thì thế nào em ơi? Cây rất là đẹp luôn. Mình mang thư cho chị. Mình đang bán. Đây. Cây rất là đẹp này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Hàng đẹp mà phân khúc bình dân. Con này đường kính gốc của nó 4 này. 4 phân này. Thoát thân 30 phân này. Con này thoát thân 20 phân này. Đường kính gốc của nó khoảng vanh con này khoảng 13. Vanh khoảng 13 nhá mọi người nhá. Hàng này em thủy bán giá rất là bình dân thôi. Bán giá rẻ nhá. Bán giá rẻ cho bác nào cũng thể mua được này. Vừa lấy đầu lai nhá. Đầu lai em có nói con này là 1.800.000 đúng không? Đầu lai em có nói con này là 1.800.000 đúng không? Bây giờ em sale đi. Sale luôn, chưa bán cái nào là sale luôn nhá. Chưa bán cái nào sale luôn. Giá lẻ cho các bác là 1.5 triệu một cây. Em chưa bán cái nào nhưng em đã mở hàng đầu lai này em sale luôn nhá. Sale luôn đấy, cái lô này mới lấy về vừa mới cho vào dâm ủ thôi. Chưa bán cái nào đâu. 1.5 triệu một cây nhá. Nên là bác nào mua hàng thì nhanh tay inbox vào số điện thoại của em để ở trên đầu kênh ý nhá. Vanh của bọn này rất là vanh khoảng 12, 12, 13. Đấy. Cây rất là đẹp luôn. Hai mươi này, 40 này, 45 phân. 20 này, 30 phân. Thoát thân bọn này trung bình nó cứ tầm 40 cho đến 50 phân tùy cây nhá. Nhưng bọn này đều là hàng thoát thấp thôi, nó chỉ được 40, 50 thôi. Và có những cây nó chỉ thoát 20 phân thôi.
Và những cái cây mà thoát thấp ý thì tán nó lại to, những cây thoát cao thì tán lại nhỏ. Đây là tùy theo sở thích của khách hàng nhá. Tùy theo là mình thích tán to hay là thích cây thoát cao. Đây là ví dụ như cây này này. Đây là tán rất to nhưng mà gốc của nó to, tán to nhưng mà nó thoát thân thấp. Những bọn này thì nếu mà các bạn mà chơi mua về chơi vui ở nhà thôi, không quá kén cây thì mua những cái hàng thoát thân thấp này rất là đẹp. Bởi vì sao khi lên chậu rồi thì cái chậu nó cũng cao rồi, thì mình trồng lên chậu những cây thoát thân thấp nhìn nó cũng rất là thoáng gốc. Và những cái cây thoát thân thấp thì tán nó to thì nó sẽ rất là nhiều hoa. Những cây thoát thân thấp tán to nó rất là nhiều hoa thì đương nhiên nhiều hoa rồi thì nó sẽ thơm.